chọn xuống chế độ L1 nhé. L1 để vào dây. L1 nhé. Ok, bắt đầu vào dây. Cầm hơi khó. Lớn mềm nhé. Tám mươi, tám mươi lăm, căng cái đó là mình cầm sát sát thôi mà. Đúng rồi. Con này là Ford Master 6000 đời mới nha. Nên câu thoải mái nha. Không sợ cá lớn. Đấy. Con này là ok rồi. Không phải lo nữa. Có tiền thì là dùng thêm Bếp Master. Bếp Master thì đẳng cấp rồi. Không nói. Một con Ford Master quá đủ để kéo cá lớn rồi. Đấy.
gần hết dây nên mình cho nó chậm lại. Rồi, đến đây 39 rồi. Thử một đoạn này. Không. Chưa chưa, là 9 rồi, thử cho nữa. Bây giờ mình sẽ cho nó ghi nhớ lại nhá. Cho nó ghi nhớ lại. Rồi đây, nó báo là mình phải kéo ra 10 mét. Này. Đây, mẹ kéo này cái, cầm đoạn này. 1 này. Kéo đo 10 mét này. Đó. Nó với trước. 1 mét này. Này. 2 mét để dọc hơi cho nó phải. 2 mét này. Rồi. 3 mét này. 4 mét này. 6 chín mét rồi, 10 mét này. Cái tỷ lệ của cái mét ở trên trên cái đồng hồ này với mét của cái dây này khác nhau nha. Đó, nó tương đối rồi, nó khác nhau tùy vào cái bon này nông hay sâu nữa, ý là mình vào được nhiều hay ít dây nữa. Đó. Rồi. Bây giờ mình quay vào ra là nó ghi nhớ lại đây. Đó, thấy không? Đấy, cầm cái dây lên đi cho nó khỏi rối. Đấy. Đấy, để cầm lên như vậy cho nó khỏi rối. Đó, thấy không? Đây đây. Rồi, ok. Đó, vậy mình để thừa ra trong đây này. Này, sẽ là xong nhá. Như vậy là xong rồi. Nó ghi nhớ xong rồi. Bây giờ chỉ việc câu thôi. Đó.